Ê, mấy đứa anh hỏi là thế thế ngày 14 tháng 2 là ngày ngày Valentine đúng không? Thế thế Valentine thì 14 tháng 2 là anh thấy nữ tặng nam đúng không? Thế 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 còn ngày 14 tháng 3 là ngày cái gì mà đen đúng không? Valentine trắng thì là gì? À, đấy thấy chưa? Các bạn ơi, thì cứ Valentine là cái dịp rất lý tưởng để anh em chúng ta có thể nhận quà đến từ bạn gái. Đấy, nếu những bạn mà có bạn gái thì nên tận dụng cái thời điểm này để vòi tặng quà. Nói thế thôi chứ dịp Valentine 14 tháng 2 này là cái dịp mà anh em mình khá là đau thận. Việc lựa chọn cái quà gì để tặng cho chị em vừa ý nghĩa lại vừa hợp lý là một cái điều nó khá là khó. Và trong quá trình mình cũng đăng lên mạng xã hội, mình tìm. Thế mình phát hiện ra là Apple Watch chính là một cái dòng quà tặng rất hợp lý. Và trong video hôm nay thì mình sẽ quảng cáo về chiếc Apple Watch Series 3 Full Seal. Đấy, chưa active, giá cực rẻ, anh em mua về tặng quà cực kỳ hấp dẫn luôn. Chi tiết như thế nào thì sau phần intro nhá. Thì đây chính là chiếc Apple Watch Series 3 phiên bản 38mm. Tại sao lại là phiên bản 38mm? Thì đơn giản, chị em thì thường sẽ cổ tay nó nhỏ hơn anh em chúng ta, nên là việc lựa chọn phiên bản 38mm là hoàn toàn hợp lý. Đấy. Nó nhỏ nhắn, nó xinh xắn và nó tiện dụng trong quá trình sử dụng. Và đặc biệt hơn nữa, các bạn mua một cái món quà gọi là full seal, đấy, nguyên seal, active. Đấy, các bạn vui vẻ bạn active lên. Ui trời ơi, các bạn nữ có vẻ phê như con tê luôn. Và chưa dừng lại đấy, thì đây là một dòng sản phẩm đến từ nhà Apple. Và cái đồ cứ mang danh Apple thì auto là giá trị. Và đối với chiếc Apple Watch Series 3, nó cũng không phải ngoại lệ. Nếu như trên thị trường chính hãng tại chỉ Việt Nam bán mức giá đâu đó nó sẽ rơi vào khoảng là 7 triệu đến 7 triệu rưỡi, thì mình sẽ bán cho các bạn với mức giá cực kỳ rẻ. Vì đây là cái phiên bản sách tay thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, khi mà các bạn mua hàng tại Sun Store ấy, các bạn luôn có chính sách bảo hành tuyệt vời nhất. Và đối với chiếc Apple Watch Series 3 này cũng tương tự như vậy. Các bạn sẽ được lỗi một đổi một trong vòng 30 ngày và bạn được bảo hành 12 tháng tương tự như là hàng chính hãng tại chỉ Việt Nam luôn. Tại vì là bên mình đã nhập hàng là có bill, nên là các bạn chỉ cần back về là mình lại mang đến Apple bảo hành hoàn toàn bình thường. Thậm chí là nếu mà lỗi không được, không sửa được ấy, thì mình lại hoàn cho bạn một chiếc Apple Watch Series 3 38 mới 100%. Quá trời là ưu ái đúng không? Trong khi đấy, trải nghiệm nó hoàn toàn là tương đồng với phiên bản chính hãng. Mức giá rẻ hơn quá trời là nhiều đúng không? Thì mình sẽ bán cho các bạn với mức giá chỉ là 5.990.000 đồng. Và đặc biệt thì với 50 người đầu tiên thì mình sẽ tặng voucher trị giá là 200.000 đồng. Tức là các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền là 5.790.000 đồng là có thể dinh ngay một chiếc Apple Watch Series 3 phiên bản là 38mm mới 100% full nguyên siêu luôn. Và đấy là phiên bản màu trắng. Còn phiên bản màu đen thì sẽ rẻ hơn là 100.000 đồng. Quá trời là ưu ái đúng không? Vậy thì các bạn còn chần chờ gì nữa? Nếu như chưa tìm được cái món quà ý nghĩa nho nhỏ dành cho chị em một nửa của mình, thì hãy nhanh tay đặt hàng chiếc Apple Watch Series 3 phiên bản mới 100% chưa active. Mình sẽ thử check active cho các bạn xem. Đây, Serian nó ở đằng sau này nhé các bạn nhé. Mình sẽ check luôn này. RZ9C1RR MZ5WD1 3. Đó, các bạn nhìn này. Mới 100% chữ active luôn nhá, nguyên siêu luôn. Đó. Quá trời là ưu ái luôn. Vậy thì đến đây thì chia sẻ của mình cũng đã kết thúc rồi. Quảng cáo đến thế thôi, chắc là các bạn cũng sẽ mò xuống cái đường link ở phía phần mô tả để có thể ghi tên mình rồi. Nhớ là chỉ có 50 người đầu tiên được giảm giá thông qua voucher 200.000 đồng thôi.
còn sau lại về mức giá cũ đấy. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì lại phải về mức giá cũ thôi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.